Rồi, bữa nay em lên list máy thanh lý cho em nha. Cái này máy này em test hết rồi. Thứ nhất là cây 13 Pro Max nè, 128GB màu trắng. Cái cây này thì khách xài được năm rồi, khách hết bảo hành Apple mã VN. Khách hết bảo hành Apple rồi, tuy nhiên do khách xài ít á, khách xài hơn năm mà có 131 lần sạc. Pin 99% nhưng mà vẫn bị hư màn. Đó nên ra phải đi theo màn new của Apple, thì cái màn new này nè, nó sẽ được bảo hành 3 tháng. Thì anh em sẽ còn bảo hành 3 tháng cái màn hình này. Đó, nói vậy cho anh em dễ hiểu nha. Cái màn hình này anh em vẫn còn hành Apple được 3 tháng. Còn cái máy thì đã hết hành Apple rồi. Đó, nếu lỗi cái màn này em sẽ được hành thôi. Máy rất đẹp, máy ken. Nói vậy cho anh em dễ anh dung nha. Máy ken nha. Máy như mới, không có khác gì với mới đó. Máy ken. Máy đẹp lắm. Ok nha, đã theo mã Apple rồi. Ok, em thanh lý cái này là 18,8 triệu, màn của hành 3 tháng. Rồi, cái theo cũng theo màn luôn. Cái này một rồ cũng theo màn luôn, mà theo màn Dura, theo màn linh kiện thôi, thì em thanh lý là 6,3 triệu. Giá này gần như giá bỏ màn rồi. Cái sườn này cũng còn đẹp lắm, chỉ là đánh sườn lại là ok. Cái sườn này anh em nhìn gì đi chứ đánh sườn lại là cái là ok, nó bóng lắm đó. Đánh sườn là cái là ok ngay mà. Ok nha, cây 11 rồ 64GB cũng màu trắng luôn, bị hư màn, nhưng mà thay màn zin thì em hết hàng rồi, là đắt. Thì thôi thêm màn Dura. Màn Dura này được hãng bảo hành 6 tháng nên em cứ yên tâm sử dụng. Đó, màn Dura được bảo hành 6 tháng nha. Này thanh lý là 6,3 triệu. Rồi, ok. Xong rồi 1 Pro 64. Còn này máy thanh lý là hình thức XMAX nè, XMAX 256. XMAX 256, cái này thanh lý là 6,9 triệu nha. Cái máy này thì vỏ nó có bị cấn nha. Đây nè, đó, anh em thấy em nhìn đưa dính đèn nên thấy bị cấn vạt góc, bị cấn vạt góc không đó. Cái này cố gắng đánh lắm thì cũng không hết nên ra em để về cho anh em coi nè, nó cấn vạt góc vô nè. Rồi, XMAX 26GB em thanh lý là 6,9 triệu nha. Đó, còn lại bị nhâm nhẹ, trầy nhẹ thôi. Ok đó. Rồi, cái này là XMAX 26GB 6,9 triệu. Cái này chỉ bao test 15 ngày, ít mắt thì chỉ bao test 15 ngày thôi. Tại vì nó chả có thay linh kiện nào được bảo hành hết á. Cái kia màn được bảo hành 6 tháng. Còn cái này thì thay Apple được bảo hành Apple 3 tháng. Cái màn. Rồi. Tiếp tục là cây 11 Pro, cái này em thanh lý là 8,9 triệu nha. Đó, cây 11 Pro thanh lý là 8,9 triệu. 11 Pro Max thanh lý là 8,9 triệu cho anh em nè. Cái này là 64GB nè. Thì rất là cái vỏ nó bị chạy nhẹ. Một rồi mắt này 64GB nè, thanh lý 89 cho anh em. Em lưu anh liên đèn cho anh em coi không đó, anh em thấy không đó, nó chạy như hết gốc hết sườn á đó. Đó, ok nha, 8,9 triệu nha. Sườn chạy nhẹ không cứng, sườn nói chung mà chạy hết á, hết sườn á, không cứng. Rồi vậy thôi, lưng thì hơi ổ lắm chấm tí nè, lưng sẽ ổ lắm chấm tí. Rồi bên trong thì vẫn riêng nguyên bản thôi, cái nào mà sửa gì em báo sửa. 8,9 triệu sai thì em tặng máy, anh em cứ yên tâm gì đó, cứ báo sai em tặng free. Máy thanh lý cũng là bỏ tiền ra mua, không phải đồ giỡn đâu mà em không tặng. Đây nè, tấm lết, cái này tấm lết thì em thanh lý là 3 triệu. 3 triệu nha, thứ nhất là hình thức xài như là chạy cả màn cả vỏ luôn nè. Đó, màn chạy luôn nè. Màn chạy. Nè, anh em thấy màn chạy không? Vỏ thì thôi, em tính vỏ xấu. Vỏ như vỏ xấu. Đó, vỏ nó dày mà sao em miêu tả được, cũng chỉ có quay thôi. Rồi, vỏ xấu, lưng cũng xấu luôn. Lưng cũng xấu luôn, viền camera cũng xấu luôn. Camera thì bị đốm nha, đốm cam như là bụi lọt và cảm biến á. Nếu mà anh em muốn mà rửa vệ sinh cái bụi đó thì không có lao ở ngoài được, nó phải tách cái cam mới ra mà vệ sinh cảm biến ở trong á, thành ra cam sẽ bị mất zin á. Thì thôi em cũng không làm, em để vậy cho anh em, bán cho anh em luôn. Thanh lý cái 8 lớp này giá 3 triệu, rẻ hơn cây 7 lớp bữa trước em đăng luôn á, full chức năng đẹp ken á nè. 8 lớp 3 triệu nè. Bữa nay thanh lý 5 cây nha. Anh em nào mua máy thì vui lòng gọi số hotline 0707 6807. Em chỉ chốt vào một số hotline nhất thôi, không có nào chốt mà hai số ba số được. Chốt hai số ba số anh em gọi mở ra ngoài chỉ qua chỉ lại à. Rồi.
tất cả máy vào test 15 ngày, cái nào mà được bảo hành 3 tháng 6 tháng là em có nói trong clip rồi, anh em coi lại clip giúp em rồi thế nha.